Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 5, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức kỳ họp thứ 6, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì kỳ họp. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tham dự kỳ họp. Trong những tháng đầu năm 2022, tỉnh Hòa Bình tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tỉnh Hòa Bình đã bước qua đỉnh dịch, số ca mắc giảm mạnh, các hoạt động khôi phục và phát triển kinh tế xã hội được đẩy mạnh. Tốc độ tăng trưởng GRDP quý 1 đạt 3,17%, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.594 tỷ đồng, bằng 25% so với nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh, tăng 59% so với cùng kỳ năm trước. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét thông qua 16 dự thảo nghị quyết do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình, trong đó có việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2022, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công, xem xét và quyết định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Xem xét và quyết định về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án đầu tư. Qua kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định, đây là những nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tác động lớn đến cơ chế chính sách, môi trường đầu tư và đời sống của nhân dân, phù hợp với quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong đó, các dự án được chuyển đổi mục đích sử dụng rừng phải là các dự án phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng và đảm bảo sinh kế cho người dân tại nơi có rừng được phê duyệt chủ trương chuyển đổi và cho ý kiến về hồ sơ dự án. Căn cứ pháp lý, sự cần thiết cấp bách của từng dự án, sự phù hợp của dự án đối với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Về đối tượng thực hiện dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán Quỹ Bảo hiểm Y tế, báo cáo thẩm tra đề nghị cần nêu cụ thể, rõ ràng, bao gồm người chưa tham gia bảo hiểm y tế, người có thẻ bảo hiểm y tế nhưng thực hiện dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2, mức giá dịch vụ xét nghiệm lấy bằng mức giá tối đa Bộ Y tế quy định. Tại hội nghị, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thống nhất biểu quyết thông qua 16 nghị quyết kỳ họp. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là các nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, cấp thiết, là căn cứ cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị, ngay sau kỳ họp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp các ngành theo chức năng nhiệm vụ, tập trung tổ chức triển khai, thực hiện khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để các nghị quyết của kỳ họp sớm đi vào cuộc sống. Hội đồng Nhân dân tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết, thông tin đến cử tri kết quả của kỳ họp. Thưa quý vị đại biểu, trong bối cảnh nền kinh tế cả nước đang phục hồi nhanh sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, quý 1 GDP năm 2022 ước tính tăng trưởng cả nước là 5,03%, trong khi tỉnh ta vẫn chưa sẵn sàng với nhịp độ phát triển chung, GDP quý 1 năm 2022 của tỉnh mới chỉ tăng 3,17% so với cùng kỳ năm trước. Việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới là hết sức nặng nề, đòi sự nỗ lực, quyết tâm hơn nữa của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh. Vì vậy, Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành bám sát mục tiêu tăng trưởng, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, quyết liệt hơn nữa trong công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện đồng bộ các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, phục hồi phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới để phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đề ra trong năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa các vị đại biểu, thưa cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kỳ họp thứ 6 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 đã thành công tốt đẹp. Với kết quả tốt đẹp của kỳ họp, xin chúc các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Xin trân trọng cảm ơn.